Hello cả nhà nha. Hôm nay em sẽ dắt bà bầu đi ăn curry. Ở chỗ này là Korean BBQ. Đó là thịt bò nướng đó. Đó, thấy không? Tại vì hôm nay là sinh nhật của ba vợ cho nên là đó, đãi ba vợ đi ăn. Đó, mình dắt. Rồi, thực đơn của nó nè cả nhà. Đó, ngon không? Vừa có Korean BBQ nè. Đó, mà vừa có lẩu luôn nha cả nhà. Đó, vừa có lẩu luôn nè. Đây, cái dĩa này là cái dĩa thớp nhất của người ta nè. Mỗi bàn chỉ được kêu một phần nữa thôi. Đó. Rồi, bây giờ sẽ dắt cả nhà đi vô nha. Rồi, bây giờ mình check out trước coi là mấy bàn. Năm người. Bây giờ mình check in xong rồi mình sẽ đợi nha cả nhà. Đó, mình bỏ vô cái waiting list. Đó, rồi xong rồi mình sẽ đợi nha cả nhà ơi. Rồi hẹn gặp cả nhà vô khi mình vô bàn ngồi nha. Rồi, hello cả nhà nha. Bây giờ thì hello cả nhà nghe, bây giờ gia đình em đã vô được ngồi bàn rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ gọi ra được mấy món rồi. Rồi, đây. Tên ăn gì vậy? Tên ăn gì vậy? Fan phai hả? Ngon không? Đó, ngon rồi đó. Wow. Đây, cái món này là cái món đặc biệt nè cả nhà. Nè nè, đỡ kim chi, bỏ nó bên đây không ăn kim chi. Biết rồi, câu chú thấy con rồi. Rồi cho Thành con tôm nè. Thành ơi. Đó, món khoái khẩu của Thành nè. Thì một chút nữa bây giờ cho ba ăn cái mẹ ăn cái. Mời cả nhà nha, tôm chiên bột. Con có rồi nè. Nè, đây ba cho con thêm con nữa nè. Đó. Tham ăn dễ sợ. Chưa, nó chưa nóng. Cái này là cái gì? Cái này là thịt cua chiên bột. Đó, mời cả nhà nha. Nè, bánh người cuốn nè. Đây. Rồi. Ăn tôm trước thì tôm ngon. Wow. Nè, cả nhà. Wow. Nè em chụp lại làm cái chụp không? Chụp nè. Tên la rồi, wow ơi. Từ từ từ. Ba nhìn đây. Nè nè, la hả họng bự ra. Không có la tiếng. Hả họng ra thôi. Tên 1 2 3. Nóng chưa? Chảo nóng chưa? Để đây cái nó bị nhiễu mấy cái nước bò vô. Trong người em hả? Đừng có lắc, cái này nó nước bò đâu còn nhiễu. Đây nè. Cái đó tôm mà uya có gì nóng chứ ăn không biết thổi thì la.
giờ càng ngày anh càng ngày nó cái này nó càng ra nó làm nó xịt bơ xịt đồ lên đó ha. Hình như đằng kia có muốn ăn thêm cái đó phải lợi lấy. Đó cả nhà, mỗi một bàn sẽ được một cái mâm đó đó cả nhà, chỉ được một mâm đó thôi. Ủa tôm nè em ăn chưa? Ủa sao con ăn có con vậy anh? Dạ con dành cho ba con. Thôi đừng vào, quá xạo, cần xạo quá. Tại tình ăn nóng rồi tình mới đưa cho bà chứ. Món này mới là cả nhà. Giống hot juicy ha. Giống hot juicy nó làm. Mình thấy nó bỏ qua cái mẫu á, tại bên mẫu mình chưa ăn. Ủa tao nắng này con này tao quên nữa nè, không ăn hả? Không ăn thôi. Rồi con tôm nó nguội đó, con lấy ăn đi. Nãy giờ mình ngồi me hoài. Bà ăn theo đi cũng nó ha. Mà nó có nhiều món. Rồi ban cái đuôi cho con, tặng cái đầu cho con ăn cái đầu đúng không? Đúng cho. Ban cái đuôi cho. Bà ăn đuôi nữa đi, còn nó còn. Hết rồi. Cái đó còn bọt với thịt đó. Gặp tới mà. Ngon lắm cả nhà ơi. Curry này giờ là nó có tiếng ở đây mà. Nó hot đây mà curry. Nước cam nó không mạnh. Nước cam nó là sao? Nước cam nó bị gì? Nè cua nè. Giữa cái nó bị gì chỗ này? Chỗ này với chỗ bữa mà đi ăn sinh nhật không? Con kêu con đi ăn chỗ này hoài mà. Nghe tình dạng. Không biết cũng tùy lắm.
cái món này món mới của quán hay cả nào đó. Nay tình bao cả nhà đi ăn phải không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nay tình trả tiền đúng không? Dạ. Cái này là không được rồi, đừng có khó nha. Khét này là lưỡi nè, cái này là lưỡi bò nè cả nhà, mà giờ nó cái đó là sườn đó, cái đó là sườn bò. Mỗi người thêm được một miếng đó hả? Nhưng mà mình ăn đó, mình ăn một miếng này thôi. Short rib kiểu riêng. Ờ, short rib mà không thích ăn cái short rib đó. Short rib này nè. Cái này là king short rib hả? King trao Big muscle. Đây, này là sò đẹp đấy nè. Cái này không phải sò đẹp. Cái này chém chép. Tại mờ mờ ảo nó mới ảo, nó mới dịu dịu. Cái gì? Tôi quay qua cho chú cứu coi hả? Rồi cô chú thấy mà không? Cái lần trước con đi là đi với Thư á. Nè cô chú thấy con không? Hello cô chú đi. Ba chục đi rồi. Nếu chỗ này tên là Kogi nha mọi người, K-O-G-I. Rất là sẵn sàng. Cần ăn bò không? Ăn bò với cơm không? Không ăn ba ăn nha. Thôi cậy đi. Gì nó ăn đi đừng quan tâm nó làm gì.
cơm này bò đâu cơm gần nó đòi ăn nó hả không ăn mày hả thôi cái đó dây nhách á không ăn được đâu á cái nó dám ăn đi nó thích sực sực nó giống mẹ à, để ba nướng nó chín cho con ăn ha. Mỗi người lớn không biết ăn lưỡi. Thành ơi con nói nhiều rồi con ăn lưỡi nữa chắc bà trốn luôn quá. Bà bánh mì nướng bà trốn lên núi bà ở luôn quá. Bánh mì mời cả nhà. Spicy sốt với lại king rồi bởi không nè còn con cua hả còn con covid nữa kìa ai gặm đi cái này giống như nó xào với cái vị mà Cajun nó xào mặn mặn mà với giống như làm hay gì Việt Nam mình hay là xài với xào sa tế rồi đó còn cái này nó xào với muối tiêu dầu muối tiêu tỏi à, thịt chín rồi nè thịt này chín rồi nè nè này nóng á con phải lấy cái muỗng con múc nha đó con đòi ăn đó thì đó ba đang ba nướng chín rồi đó trời ơi trời để lên nướng đây vợ chín rồi nè còn cái này sống ăn không có được cái này sống rồi sao ăn nè ăn không dộn cái miệng à đâu thì đúng rồi cái này là ba nướng nó chín nè rồi bỏ nè đó là cái này nè nè bây giờ ba bỏ một cái lên cho con coi nha ok rồi để cái riêng này ở đây cho con coi nè nha đó cái này là gì mà ngon lắm cái đó cái thịt mà giống như người ta kêu là mình hay kêu là thịt pha lê đó thịt nạc á mềm nó sánh luôn thôi cái này chín rồi nè quéo luôn rồi nè quéo rồi quéo luôn rồi nè món này ai thích á anh không thích nha một lần em nhớ em đi anh đi ăn phía dưới khúc kia kêu quá trời luôn cái món này làm gì vậy nhả ra bị gì xong có cái dĩa xong nhả ra đồ giả vô
Ba đã nói con là ăn không được mà con còn rồi. Có đây có kem mà. Có kem có. Đây nè, để ba cắt cái này cho con ăn nè, cái này nó mềm mềm ngon nè. Cái này nó thịt nạc nè, không chịu ăn. Ba bỏ chung với cơm rồi con lấy cái muỗng con múc ok. Rồi vậy khỏi ăn cái này phải không? Nhiều chuyện quá. Vừa vừa thôi. Ăn cơm trước đi rồi con ăn cái đó sao? Thật là con ngắt ra. Đây à. Đó, ok. Đó. Đó, ngon lành chưa? Đó. Ok men. Rồi, trả đó. Rồi, cái miếng steak này nó đã chín rồi nha. Mời cả nhà. Trời ơi. Đây em cắt, em đã cắt ra một khúc rồi nè. Nè, nó gáp đi luôn. Thôi tôm đợi chút xíu đi, để tôm nướng xào đi chứ bây giờ đang nướng bò mà em bỏ tôm vô nó. Nó bị tanh đó. Bò này mình nướng vừa vừa thôi nha cả nhà, đừng có nướng quá, nướng quá nó bị khô với nó bị dai á. Nhưng mà bò đây nó ngon lắm, không có cứng đâu cả nhà. Bò đây ăn là xuất sắc. Tiệm này nó bán bò chất lượng lắm cả nhà. Rồi bây giờ em quất nguyên một cái đùi này vô nha cả nhà. Cái này gọi là cái tomahawk. Đó. Đấy. Huge. Nè mấy cái lưỡi chín đó nè, này không ăn đây. Đó em thích ăn lưỡi đó. Nè lưỡi nè. Thôi cậy nó đi, này của em, của con mà. Làm gì vậy? Con chia cho ba hả? Trời ơi, chia tốt quá ha. Tốt bụng quá ha. Tốt bụng quá, chia cho tôi miếng chút xíu ha. Nè. Thôi, ăn đi. Thôi, không ăn. Bến lọc. Lọc đó. Thank you.
ha. Chỗ nào? Sinh nhật em là đi ăn bữa quay số quay đồ á hả? Dài cả nhà ơi, giờ em dài đầu giờ là không có còn nhớ mấy chuyện kỷ niệm nữa. Cài á, có tiêu á, có tiêu á, không múc cơm ăn đi. Mày kêu cái con chi cho nó ăn, có ăn cái con chi không? Mày kêu con chi vô ăn. Nó quất gần hết dĩa khoai tây rồi nè. Vô. Ba ơi, ba. Ba gì ba? Cậy nó. Nè, ăn cho hết mấy cái này giùm ba đi. Kiểu lẩu đi, kiểu lẩu em bỏ ra miếng này là nửa tiếng chín. Bốn người làm nó được, mình được một miếng trong kia rồi, cái kia là cái mất hết. Thank you. Mất dưới không? Mất rồi. Thank you. Đây cả nhà. Rồi mời cả nhà nguyên cái nồi lẩu nè. Nó thấy chưa, nguyên cái nồi lẩu có tôm nè. Đây múc lên cho cả nhà mình xem nha. Nè đi. Lẩu tàu hũ nè, nó tôm nè, tôm nè, dẹm nè, nó đó, một suất 30, một người 30 đồng mà nó. Đó. Rồi mình có thể kêu thịt bò xong mình nhúng vô lẩu này cũng được đó nha cả nhà ơi. Đó. Thấy mà. Rồi. Rồi clip cũng đã dài rồi thì gia đình em xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn sức khỏe dồi dào và hẹn gặp cả nhà lại những video kế tiếp nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh, subscribe, chia sẻ, share, like.
giùm cho gia đình em nha. Và nhớ bấm nút chuông nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp cả nhà nha.